Sáng ngày 18 tháng 10 vừa qua, tại chùa Nam An, xã Vĩnh Kim, Châu Thành, Tiền Giang đã tổ chức buổi thuyết pháp và trao tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Ni sư Thích Nữ Như Nguyên, Ủy viên Ban trị sự, Phó trưởng Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang, trụ trì chùa Nam An đã tổ chức buổi thuyết pháp, đồng thời kết hợp với các nhà hảo tâm tại thành phố Hồ Chí Minh trao cho bà con có hoàn cảnh khó khăn để cho bà con đến nhận quà gieo duyên lành với Phật Pháp và tìm hiểu thêm về giáo lý của Đức Phật. Ni sư trụ trì chùa Nam An đã cung thỉnh Ni sư Thích Nữ Hương Nhũ, Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương, Ủy viên Thường trực Phân ban Ni giới Trung ương, trụ trì chùa Thiên Quang, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương có buổi thuyết pháp đến đạo tràng với chủ đề Thập Thiện Nghiệp Đạo. Con đường đi đến Tam Thừa đều lấy Thập Thiện Nghiệp Đạo làm nền tảng, vì Thập Thiện có sức mạnh ngăn chặn những hành vi ác, nó cũng có công dụng đối trị với hành vi bất thiện. Đối với Phật tử tại gia, Thập Thiện là con đường, phương pháp chuyển hóa hoàn cảnh bản thân và gia đình xã hội. Khi chúng ta áp dụng Thập Thiện hàng ngày thì sẽ có những lợi ích cải tạo bản thân, cải tạo hoàn cảnh, chánh nhân thiên giới, nhân lành thoát khỏi sanh tử khổ đau khi ba nghiệp thanh tịnh. Sau thời thuyết pháp, Ni sư trụ trì chùa Nam An đã kết hợp chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm trao tặng 500 phần quà cho các hộ nghèo tại địa phương, hội người mù huyện Châu Thành, huyện Gò Công Tây, huyện Cai Lậy, người nhiễm chất độc màu da cam, người ngồi xe lăn, xe lắc. Mỗi phần quà gồm 10kg gạo, nhu yếu phẩm và 150.000 đồng tiền mặt. Tổng kinh phí chung của các phần quà là 220 triệu đồng. Tại buổi trao quà, Ni sư Thích Nữ Như Nguyên đã có lời cảm niệm công đức các nhà hảo tâm nhiều năm qua đã phát tâm cùng với chùa Nam Quang giúp cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, đồng cảm tạ đến các cấp chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nhận quà. Nhân đây, Ni sư cũng nhắn nhủ đến bà con hãy cố gắng vươn lên để thoát nghèo và có lối sống tốt trong cuộc sống. Riêng những người khiếm khuyết về thị lực hãy cố gắng gìn giữ khẩu nghiệp và ý nghiệp như những lời mà Ni sư Thích Nữ Hương Nhũ đã chỉ dạy. Nguyện cho tất cả mọi người luôn sống an lành trong chánh pháp Đức Phật.